Quý vị đang đi cùng bản tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Phong cách khai trí dân tộc chỉ dựa vào sự tỉnh thức của các bạn. Và đây là phiên bản âm thanh hình ảnh chất lượng 4K. Bản tin hôm nay gồm có các bài viết: cập nhật tình hình bắt bớ và xét xử các Facebooker, bài viết của cô Tuân Như Lương Tâm, Bùi Thị Minh Hằng và Tuổi Trẻ Yêu Nước, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình sau vụ 39 nạn nhân chết trong container, vì sao phải thay đổi thể chế, nhà báo Nguyễn Đình Bổn, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Nguyễn Xuân Toản, phát thanh viên Phước An và Trần Vũ Anh Bình, tổng thống Donald Trump cảnh cáo Facebook và Twitter, bài viết của anh Bùi, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình, điều hết sức bình thường, một bài viết của Facebooker Nguyễn Tâm, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình, đại biểu Quốc hội Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, nhân danh Phật giáo lừa gạt dân, bài viết của nhà báo Đặng Ngọc Tuyên, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình, mafia bán nước hại dân, bài viết của Bùi Thanh Hiếu, phát thanh viên Phước An, một đám tang, bài viết của nhà báo Trương Châu Vũ Danh, phát thanh viên Phước An, có ai tin vào luật nhân quả, bài viết của Sài Gòn Dân, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình, chính phủ Trung mời lãnh đạo Egin tham dự hội nghị thượng đỉnh năm 2020, bài viết của Facebooker người Đà Lạt xưa, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình, Phước An và Trần Vũ Anh Bình mến dẫn đưa quý vị đi qua bản tin ngày 7 tháng 11 năm 2019 của Tuổi Trẻ Nước News. Như chúng ta cũng đã được biết, những ai đi qua không gian mạng Facebook thì đều phần ít hay còn đó là phần nhiều nhớ đến cái nickname giáo sư hớt tóc. Vâng, anh là Facebooker Nghiêm Nguyễn, đã bị bắt khoảng 3 giờ chiều ngày 5 tây tháng 11 2019. Công an Hòa Bình đã tới nhà riêng để đưa anh về trụ sở để tra hỏi, và sau đó họ đã ra những cái biên bản để khám xét nhà anh, và không được bao lâu thì họ đã trưng ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình ký quyết định. Chúng ta đã thấy được từ năm 2018 đến nay, rất là nhiều Facebooker đã bị nhà cầm quyền cộng sản bắt bớ, giam cầm và kêu án. Đây là một động thái họ chà đạp lên những gì họ đã cam kết với quốc tế. Như hôm qua chúng ta cũng đã đi qua thông tin về thầy giáo Phạm Xuân Hào. Ngày ra tòa cũng là ngày mà cả thế giới biết được hình ảnh của thầy được ngồi trên chiếc ghế do sức khỏe đi đứng không được và tay còn bị còng. Sắc mặt và cả tinh thần của thầy sau thời gian tạm giam đã chịu áp lực vì sự đàn áp không nương tay từ phía nhà cầm quyền cộng sản. Đó là những gì mà chúng ta cần phải lên án: sự bất công và chà đạp quyền con người trong xã hội này từ nhà cầm quyền. Rất mong cộng đồng quan tâm và thúc đẩy nhân quyền, dân chủ và tự do sớm được thực thi tại Việt Nam, vì đó là nền tảng mà những gì chúng ta đang nhắm đến cho quê hương đất nước này, cho dân tộc này, cho mỗi cá nhân thành phần trong xã hội này đều được tận hưởng một môi trường sống luôn được tôn trọng, tự do về ngôn luận, được đẩy cao cái giá trị quyền con người. Chính vì thế mà Facebooker cựu tù nhân Lương Tâm Bùi Thị Minh Hằng, khi hôm nay chị vừa nhận được tin giáo sư hớt tóc bị bắt, thì chị đã lên tiếng bằng một bài viết ngắn gọn. Vài tháng trước, có người bắn tin cho tôi rằng hãy chờ xem, nếu tháng 11 ông Trọng không đi Mỹ thì sẽ có đợt khủng bố bắt bớ những người bất đồng chính kiến diễn ra. Hình như thông tin này đang là sự thật, và ngay cả những người chẳng còn đủ sức khỏe làm gì như tôi và nhiều người cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn khát máu. Anh chị em, chúng ta chấp nhận, đối mặt và đón nhận. Mỗi người hãy bình tâm sắp đặt cuộc sống, công việc của riêng mình, và không quên chuẩn bị hành trang để đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Thương yêu gửi đến mọi người. Lời nhắn nhủ ngắn gọn của cựu tù nhân Lương Tâm Bùi Thị Minh Hằng cũng đã đánh động những ai đang nhìn về hiện tình đất nước. Vì nhiều người cứ nghĩ rằng phải làm gì nó mới bắt. Điều này không đúng. Hãy xem những người bị bắt đã làm gì trong cái đất nước khốn khổ khốn nạn này. Bọn tội phạm đang nắm quyền cai trị, và bất cứ ai chỉ cần lên tiếng nói cho sự thật hay muốn làm những điều tốt đẹp cho xã hội đều có thể là cái gai trong mắt chúng. Một người chỉ cần có ảnh hưởng, có hại cho phe nhóm lợi ích là chúng sẽ tìm mọi cách tiêu diệt cho bằng được. Ai có thể còn không tin, chứ tôi thì thấy rõ những trò đốn mạc của thể chế cai trị này. Chắc chắn chúng không rỗi hơi khơi khơi để phải tốn kém nhiều lực lượng vào việc theo dõi khủng bố những người bất đồng chính kiến mỗi ngày. Cá nhân tôi, suốt từ khi ra khỏi nhà tù nhỏ tới nay, chưa bao giờ không bị theo dõi canh giữ. Mọi người hãy nhìn rõ bản chất để có những cách ứng xử thích hợp cho riêng mình. Như vậy là chúng ta đã biết, hôm qua ngày 6 tây tháng 11 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử ông Huỳnh Đức Thịnh, là cha của tù nhân Lương Tâm Huỳnh Đức Thanh Bình, với cáo buộc không tố giác tội phạm,
án sơ thẩm 1 năm tù giam. Và với phiên phúc thẩm này, ông cũng đã bị tuyên y án. Chúng ta cũng đã biết, với phần phiên phúc thẩm này thì người nhà của ông Thịnh, đó là bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ ruột của Huỳnh Đức Thanh Bình, cũng đã không được dự phần phúc thẩm khi tòa án tuyên y án đối với ông Huỳnh Đức Thịnh. Và chị cho biết, người nhà không ai được tham dự phiên tòa dù đã nộp đơn xin tham gia cách đây nửa tháng, phải ngồi quán nước cách tòa 150m. Còn về phần luật sư cũng đã cho biết, thư ký tòa hôm qua báo cho luật sư là phải có giấy tờ đầy đủ, an ninh thắt chặt không cho ai vào và không được quay phim chụp hình. Chính vì thế mà chúng ta đã thấy được, bằng cách này hay cách khác, những thân nhân cũng như là về phía luật sư bào chữa cho các phiên tòa bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền cộng sản luôn bị rào cản từ những người đang nắm công quyền trong xã hội này. Và dù chị Nguyễn Thị Huệ đã cho biết chị và người em của anh Thịnh đã lên gặp thư ký tòa làm đơn xin tham dự, gửi kèm cái khai sanh chứng thực anh Thịnh là anh ruột của cô, nhưng cũng không được chấp thuận. Và hôm nay chúng ta cũng lần lượt đi qua phần phúc thẩm đối với bản án từ nhà cầm quyền cộng sản dành cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã được biết tin tức của bà xã kỹ sư Ánh là chị Châu, cũng đã cho biết hôm qua chị đã đón xe từ quê nhà Bến Tre lên Sài Gòn. Chị cũng đã bị lực lượng an ninh bám gót, và khi chị xuống xe tại Sài Gòn thì lực lượng công quyền an ninh tại Sài Gòn cũng đã bám theo chị rất sát. Như vậy, hôm qua và hôm nay chúng ta đã đi cùng với những bản án bất công dành cho những người con dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước của mình. Và dự kiến trong tháng 11 này thì chúng ta cũng sẽ tường tận những phiên xử bất công dành cho những người yêu nước, gồm có thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, anh Châu Văn Khảm, anh Nguyễn Văn Viễn. Với những phiên xử như thế này thì chắc chắn một góc độ xét về yếu tố chính trị, chúng ta cũng đã hiểu rõ được nhà cầm quyền cộng sản muốn trưng diện bộ mặt của mình cho các nước tư bản nói riêng và thế giới nói chung. Việt Nam đang chà đạp lên quyền con người, tự do ngôn luận, khi chính bản thân họ đã cố gắng cam kết những điều họ đã đặt bút ký với quốc tế. Và có thể nơi cái ngưỡng cửa này, chúng ta cũng sẽ thấy được một bước tiến phát triển cho dân tộc Việt Nam đến được bên bờ tự do hơn. Bất tuân dân sự, tự khai trí cho dân tộc. Mấy thế hệ đã mất đi thứ đáng tiếc. Xe chở 39 nạn nhân đi đến đâu, cảnh sát và người dân Anh cúi chào tiễn biệt, thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân. Mặc dù nạn nhân không phải dân tộc họ, và họ chẳng quan tâm họ là dân di cư bất hợp pháp, hay biết đâu có cả tội phạm trong đó. Bởi với họ thì nạn nhân sinh linh là đồng loại của họ, đó là tính nhân bản. Còn chúng ta có nên mổ xẻ họ là thế này, là thế nọ hay không, khi họ là dân tộc mình, họ là dư luận viên, họ là AK-47, họ là dân nghèo khó hay giàu có, thì họ cũng không đáng để chúng ta xót xa hay sao, khi họ cũng là một sinh linh, một con người. Chúng ta đã mất sai lầm mang tính lịch sử khi nhồi nhét hận thù đến mức con người không cảm nhận được nỗi đau của hàng triệu đồng bào mình chết thảm thương trong chiến tranh chỉ vì khác nhau ở hai chiến tuyến. Cái sai lầm đã làm dân tộc này mất đi thứ quý giá nhất là tính nhân bản, để tổ quốc này phải nhận lấy một hậu quả thảm hại. Tính nhân bản, thứ đáng quý nhất ở đất nước này, gần như mất hết, và không những một mà cả mấy thế hệ công dân. Bài viết của Nguyễn Xuân Toản. Vâng, mấy nay thì chúng ta đã cố gắng nhìn về con số 39 nạn nhân đã chết trong thùng xe container tại Anh Quốc, để chúng ta đi tìm cho mình một góc độ cái quyền con người đã không tồn tại trong xã hội độc tài cầm quyền cộng sản. Chính vì vậy mà đôi lúc trong một sự giao tiếp trên không gian hoặc là phía ngoài xã hội một góc độ nhỏ về chính trị, chắc chắn trong mỗi tâm tư của chúng ta nhìn về hoàn cảnh này, chúng ta lại có những sự phản biện rất là khác biệt. Đó cũng là cái trăn trở mà chúng ta không được thể hiện một cách tự do trong
một xã hội đầy tính dân chủ. Cũng chính vì vậy mà những người đang tại vị cầm quyền đã có những ngôn ngữ và phát biểu không nên đề cập tới hiện trạng này để làm cho cái xã hội nó mất cái an ninh và trật tự. Những người đang lèo lái dân tộc Việt Nam lại có những lời nói như thế thì chắc chắn rằng xã hội này đã không còn luật pháp, đã không còn tình người. Để một góc độ nhỏ của chính chúng ta luôn trăn trở không chỉ cho số phận 39 nạn nhân mà còn đó rất là nhiều số phận con dân Việt Nam ngày qua ngày lại chết một cách oan uổng bởi những bệnh tật hoặc cách này hay cách khác. Chính vì thế tôi chạy yêu nước xin mời quý vị đi qua nỗi lòng của nhà báo Nguyễn Đình Bổn để nghe bài viết của anh với nhan đề Nhân gian đầy cảm tính. Cái chết đau đớn của 39 người trong thùng xe đông lạnh làm chấn động thế giới và rất đông người Việt đã nhỏ lệ khóc thương cho đồng bào mình tràn ngập mạng xã hội. Điều này thì không có gì sai, nhưng nó cũng phản ánh một mặt của nhân gian đầy cảm tính. Sự cộng hưởng từ dòng tin nhắn "Con xin lỗi mẹ" của một cô gái trẻ xinh đẹp và đầy tính chất bi thảm của nó khiến cho chúng ta có một cảm giác như đang xem một vở bi kịch, và nó đã làm cho chúng ta nhỏ lệ cùng với rất nhiều người. Nhìn một cách lạnh lùng, cái chết nào cũng là bi kịch, thì tại Việt Nam hàng ngày người chết vì tai nạn giao thông, vì ung thư cao hơn con số 39. Bi kịch hơn nữa là ngư dân bị tàu lạ bắn chết ngay trên vùng biển của cha ông. Và bi kịch tương tự cũng không ít người chết khi đi làm chui tại Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, mà tin mới nhất trong ngày hôm qua đã có hai người dân quê Thanh Hóa đã bị một nhóm người cũng từ Việt Nam qua lao động bất hợp pháp đánh tử vong, cùng lao động chui ở xứ người lại giết nhau. Bi kịch nào hơn? Nhưng dòng tin này và những dòng tin khác nói về những cái chết khác đã bị rất nhiều người lướt qua một cách nhẹ nhàng. Vì sao phải thay đổi thế chế chính trị hiện nay? Một vấn đề luôn có hai mặt. Mặt nổi chỉ cho chúng ta thấy được hiện tượng của vấn đề, nhưng quan trọng hơn là mặt chìm, là các nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng di dân, lao động bất hợp pháp là điều chúng ta cần biết rõ để được thái độ và giải pháp hợp lý. Ngay những ngày đầu khi nhận được tin nạn nhân trong thảm kịch 39 có liên quan đến người Việt, nhóm phóng viên anh lập tức đến Việt Nam tiếp cận các gia đình nạn nhân để tìm hiểu sự tình. Ngay hôm sau, họ bị nhà cầm quyền trục xuất. Trong xã hội hiện đại, nảy sinh rất nhiều vấn nạn đòi hỏi phải có một hệ thống cởi mở để có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng. Một trong ba quyền nền tảng quan trọng của một chế độ dân chủ thực sự là quyền tự do tiếp cận thông tin. Khi đó, những cơ quan báo chí và những nhà nghiên cứu độc lập có thể tiếp cận được phần chìm của những hiện tượng xã hội. Thế lực cơ hội trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay sau khi được kiếm quyền lực cai trị năm 1975, đã cho giải tán các đảng khác, áp đặt chế độ độc tài toàn trị trên khắp Việt Nam. Đây là sự phản bội dân tộc, phản bội lại lý tưởng dân tộc độc lập, dân chủ tự do, dân sinh hạnh phúc mà nhiều thế hệ đã hy sinh. Chế độ độc tài luôn xây dựng tính chính danh và gia cố quyền lực cai trị trên nền tảng dối trá, do đó họ phải xây dựng hệ thống kiểm duyệt và bưng bít thông tin. Chế độ đóng này chỉ làm lợi cho nhóm cơ hội thao túng chính trị trong ngắn hạn, nhưng gây nhiều hậu quả tai hại cho sự phát triển con người và đất nước, nhất là khi xảy ra thảm họa. Chúng ta đã và đang chứng kiến sự bất lực của chế độ trước những thảm họa môi trường như Formosa, trước làn sóng tị nạn giáo dục, kinh tế, trước nguy cơ mất chủ quyền biển đảo vào tay Trung Cộng. Dẫu biết sự thay đổi thế chế chính trị không phải là điều đơn giản, tôi cũng không ảo tưởng đến mức có thể làm được một sớm một chiều, nhưng ít nhất chúng ta phải nhìn rõ và nhìn thẳng vào điều này. Sự im lặng hoặc lảng tránh sang những vấn đề khác là sự đồng lõa với độc ác đang hiện diện khắp nơi trên đất nước mình. Người Hồng Kông chỉ đòi hủy bỏ một dự luật các yêu sách họ đưa ra nhằm bảo vệ thể chế dân chủ trước chiến lược độc tài hóa của Bắc Kinh. Tôi đã không định lên tiếng vì những gì cần nói tôi đã nói suốt nhiều năm qua, nhưng khi nhìn vào những đứa con của mình,
tôi cảm giác được sự tội lỗi, vì nếu chọn im lặng, nghĩa là tôi đang đẩy gánh nặng xã hội cho thế hệ sau. Bài viết của Nguyễn Hồ Nhật Thành. Giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân có khó lắm không? Khó vô cùng. Nếu quý vị chờ 500.000 quân Mỹ trở lại, nếu quý vị hy vọng các cuộc biểu tình nhỏ lẻ của dân hy sinh trong nước, nếu quý vị chờ ai đó thành lập quân đội, nếu quý vị chờ đợi nhóm bí mật xử lý vài tên cộng sản ác ôn, nếu quý vị hàng ngày ngồi uống cà phê nghe live chửi Việt Cộng, dễ vô cùng. Nếu quý vị tập trung lấy nhu thắng cương lớn nhất trong lịch sử, nếu Facebook, website, email, báo chí trong và ngoài nước đồng loạt tập trung bình luận góp ý kêu gọi một cuộc chiến không tẩm máu, nếu cả nước chuẩn bị gạo, nước, đường, mắm muối đủ dùng cho gia đình trong một tháng, tâm phản cần 50% đình công bãi thị, không đi học, không đi làm, không đi chợ, chừng ấy mới thấy cánh cửa tự do, dân chủ, nhân quyền hé mở cho dân tộc Việt Nam. Bản tin đầu ngày, Tuổi Trẻ Yêu Nước News xin mời quý vị cập nhật những thông tin bổ ích cho những ai đang nhìn về hiện tình đất nước và mượn những không gian mạng để chúng ta thể hiện nỗi lòng của mình như Facebook và Twitter. Tiện đây thì chúng ta cùng bước đi với bản tin của Facebooker Oanh Bùi. Tổng thống Trump cảnh cáo Facebook và Twitter. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Facebook sẽ phải hứng chịu tai họa nếu tiếp tục ngăn chặn quyền tự do ngôn luận của người dùng. Nhiều tài khoản và bài viết của người dùng trên Facebook bị chặn và bị gỡ, khiến Nhà Trắng phải ra một bản đệ trình pháp lý đối với những người quản lý kiểm duyệt Facebook. Donald Trump viết trên Twitter, chúng tôi có một điều nhỏ gọi là tự do ngôn luận ở đất nước này. Điều đó có nghĩa là không ai được phép kiểm duyệt sự suy nghĩ và lời nói của người Mỹ. Chúng tôi có thể nói gì chúng tôi muốn, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, về bất cứ điều gì. Các bạn nên vui lòng về điều đó. Phương tiện truyền thông xã hội vi phạm pháp luật rõ ràng, và tôi ở đây để nói với những người bạn nhỏ đó, Zuckerberg và anh chàng Twitter. Tôi đang xem xét và tôi hứa với các bạn, tôi sẽ đánh sập các bạn bằng nhiều cách. Tôi có thể yêu cầu tất cả người Mỹ tẩy chay các bạn, cho các bạn thấy cần phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người khác như thế nào. Điều đó để nói rằng đã đến lúc các công ty kiểm duyệt truyền thông xã hội buộc phải tuân thủ các đạo luật về tự do ngôn luận. Nếu không, đây có thể sẽ là kết thúc cho cả Facebook và Twitter. Có thể đây được cho là một cái thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho thế giới nói chung, và cách riêng là người dân Việt Nam của chúng ta đang bị thể chế độc tài dùng những thủ đoạn kỹ thuật toán hòng chặn, gỡ bỏ cũng như là xóa các tài khoản của các Facebooker. Chính vì vậy mà Tổng thống Donald Trump đã nói, tôi không cho phép bất cứ một thể chế chính trị đảng phái quốc gia nào dùng bạo quyền áp đặt để đàn áp người dân một cách man rợ. Cách của bạn tự khai trí cho dân tộc. Điều hết sức bình thường, bài viết của Facebooker Nguyễn Tâm. Sáng nay đọc báo thấy bà phó giáo sư Nguyễn Phương Nga nói giáo sư toán học không giải nổi bài toán trung học cũng là chuyện hết sức bình thường. Nên nhân tiện ở đây tôi cũng kể thêm một số việc hết sức bình thường mà tôi biết. Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm không biết sử dụng máy tính, ông ta phạm tội bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, hết sức bình thường. Em chồng Bộ trưởng Y tế cung cấp thuốc ung thư giả vào bệnh viện, một trong những sự khốn nạn ăn trên mồ hôi nước mắt thậm chí cầm máu của dân nghèo, hết sức bình thường. Bộ trưởng 4T ký dự án AVG cùng đồng bọn rút ruột tiền ngân sách nhà nước gần 10.000 tỷ đồng, hết sức bình thường. Công an trinh sát
bán ma túy hết sức bình thường. Bộ trưởng quốc phòng không biết đọc bản đồ hết sức bình thường. Nhà máy in tiền quốc gia bảo năm 2019 lỗ 11 tỷ đồng hết sức bình thường. Tập đoàn than khoáng sản TKV đào than lên bán rẻ cho Trung Quốc và lỗ hàng trăm ngàn tỷ đồng, sau đó phải nhập than từ Trung Quốc với giá đắt gấp 3 lần, hết sức bình thường. Công ty vàng Bồng Miêu đào vàng lên bán lỗ hàng ngàn tỷ đồng, hết sức bình thường. Một năm ở Việt Nam có hơn 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, hết sức bình thường. Một năm ở Việt Nam có 109.500 người chết vì ung thư, hết sức bình thường. Giáo sư toán học không giải được toán phổ thông, hết sức bình thường. Và tôi nghĩ rằng thằng chủ tiệm nước nó bán nước cũng là chuyện hết sức bình thường, chứ có cái gì đâu mà phải xoắn. Chỉ 2 tháng nữa cả nước Việt Nam được uống nước lạ cũng hết sức bình thường. Và chúng ta thờ ơ, một ngày không xa sẽ làm nô lệ cho nước lạ cũng là chuyện hết sức bình thường. Ai thấy chuyện hết sức bình thường thì kể tiếp ở comment ạ. Và tôi nói đờ mờ cơ sơ cũng là hết sức bình thường, vì đó là sự biểu lộ tình cảm của tôi đối với cơ sơ. Hay còn đó những cái comment của Facebooker nhà báo Ngô Trường An, tắt thở 50 năm vẫn còn sống mãi cũng là điều hờ sơ bơ tơ. Hay là sự trả lời của Facebooker Nguyễn Tâm, chân cẳng lung lay hẳn, ngồi một đít hai ghế cũng là chuyện hờ sơ bơ tơ. Hay là cái com của Facebooker chú bé, vốn dĩ toàn lũ bằng giả và lối đào tạo mọi rợ bày đàn, thì cái chuyện không giải toán phổ thông với cái lũ giáo viên giáo sư nhà soạn là chuyện quá đỗi hờ sơ bơ tơ. Hay là Nguyễn Hoàng lại có com, vậy nên dân xem thằng cờ lờ mờ vờ rồi tưởng thú cũng rất là hờ sơ bơ tơ. Cách của bạn tự khai trí cho dân tộc. Theo bản tin của nhà báo Đàm Ngọc Tuyên, Tuổi Trẻ Yêu Nước News xin mời quý vị đi qua bài viết đại biểu Quốc hội Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm nhân danh Phật giáo để gạt nhân dân và giúp doanh nghiệp trốn thuế, xoay quanh vấn đề thừa nhận tên gọi chùa Tam Trúc Bái Đính hay khu du lịch tâm linh Tam Trúc Bái Đính, và hai ngôi chùa có diện tích xây dựng, diện tích khuôn viên to vật vã này là của tư nhân hay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước diễn đàn Quốc hội hồi đầu tháng 6 vừa qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, đoàn An Giang đã đặt câu hỏi. Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch không thừa nhận khái niệm du lịch tâm linh. Tờ Tiền Phong đã dẫn lời của ông Bộ. Vậy Bộ trưởng cho biết quan điểm về thương mại hóa trong việc xây dựng một số công trình tâm linh mà tôi tạm gọi là chùa BOT. Có việc một số quan chức đóng cổ phần vào việc xây dựng chùa để kiếm lời hay không? Ông Bộ trưởng cũng đặt câu hỏi với Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Du lịch về giải pháp xử lý các hoạt động lệch chuẩn, vi phạm pháp luật của một số ít công dân Việt Nam lợi dụng hoạt động tôn giáo tâm linh để vi phạm pháp luật. Cả hai Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Du lịch đều khẳng định là chưa tìm ra trường hợp cán bộ nào dựa vào tâm linh để trục lợi cá nhân. Nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm. Đồng thời, khi Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân hỏi ý kiến Bộ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề này, ông Tân cho biết cũng chưa phát hiện trường hợp cán bộ công chức nào đóng góp tiền xây chùa với mục đích thu lợi, vừa đại diện cho nhân dân, vừa đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội cũng khẳng định tất cả chùa đều do Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý, tiền xây chùa là do giáo hội và các địa phương người dân đóng góp. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm còn khẳng định không có việc chùa BOT như đại biểu Quốc hội phản ánh. Tờ Tiền Phong Online dẫn lời Hòa Thượng Bảo Nghiêm, không có bất kỳ chùa nào có sự góp vốn đầu tư xây dựng từ những cá nhân, công chức tập thể với mục đích kinh doanh mà đại biểu nêu dưới cụm từ rất mới, rất lạ là BOT. Nói cách khác, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định chùa Tam Trúc Bái Đính là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà đã là chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
mọi thu chi lợi nhuận kinh doanh của chùa sẽ không phải đóng thuế cho nhà nước, nôm na được ăn cả ngã về không. Bởi của chùa mà, chưa nghe, chưa có tiền lệ, chùa làm ăn thua lỗ bao giờ. Thực ra, Hòa Thượng Bảo Nghiêm trả lời trước Quốc hội về vấn đề này chỉ là sự tái khẳng định chùa Tam Chúc Bái Đính là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì trước đó, trả lời báo chí hồi tháng 3, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, kiêm Phó Trụ trì Thường trực chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc, cũng hùng hồn, mắt không chớp khẳng định cả hai đại tự đều là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được quản lý vận hành theo hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật. Như sợ báo chí Nhân dân không có niềm tin với lời sư nói, vì trước đó dư luận cả nước bàn tán hoài nghi về việc doanh nghiệp Xuân Trường cấu kết với các sư tiến hành xây đại tự kinh doanh thần thánh mà không lo phải đóng thuế. Cho nên Thượng tọa Thích Minh Quang tiết lộ thêm, cuối năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã từng gửi công văn đến những nơi cần gửi để khẳng định cho thiên hạ biết Bái Đính và Tam Chúc là hai đại tự, là hai cơ sở thờ tự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thuần túy, xiển dương Phật Pháp. Thượng tọa Thích Minh Quang còn khẳng định như đinh đóng cột chùa rằng chính quyền sở tại giao đất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì giáo hội xây chùa thôi, còn doanh nghiệp và các Phật tử, những người làm công quả với tấm lòng hộ trì Phật giáo nên chung tay giúp giáo hội xây thôi, chứ doanh nghiệp chẳng có nửa viên gạch hay một cục đất ở đây, tất tần tật là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là chuyện của hai ông sư, một hòa thượng, một thượng tọa nói. Đó là chuyện nhận hai đại tự Tam Chúc Bái Đính là tài sản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì nếu nói ẩu, nhận bừa, ông Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ hay những chức sắc cao hơn sẽ bác bỏ ngay thông tin này. Còn bây giờ, chúng ta cùng xem Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Thủy Đà Nẵng về việc cấp đất xây các chùa như Bái Đính Tam Chúc ra sao. Ngày 21 tháng 8 2019, ông Trần Hồng Hà đã có văn bản trả lời. Với những nội dung trả lời của ông Hà đã cho nhân dân cả nước hiểu biết rằng hoàn toàn không có bất kỳ một quyết định nào được ban hành bởi cơ quan đủ thẩm quyền để cấp đất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây chùa ở hai địa điểm mà hai đại tự xây dựng. Văn bản của Bộ trưởng Hà cho biết thêm, chỉ có việc chính quyền địa phương cấp đất cho doanh nghiệp tư doanh Xuân Trường để xây các khu du lịch tâm linh ở đó, tên gọi là Tam Chúc Bái Đính. Hóa ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới là tổ chức chẳng có nửa viên gạch hay cục đất nào ở tại hai khu du lịch buôn thần bán thánh này. Việc xây dựng các khu du lịch tâm linh của doanh nghiệp Xuân Trường tại hai khu vực kể trên thuộc tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hà Nam đều là các dự án kinh doanh du lịch, có những hạng mục xây dựng giống như chùa, chứ không có cái chùa nào sức. Bên cạnh đó, cũng trong tháng 8 2019, trong văn bản trả lời đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng khẳng định việc cấp đất cho các dự án du lịch tâm linh như Bái Đính, Tam Chúc, nếu doanh nghiệp chưa đóng tiền sử dụng đất và các loại thuế theo quy định của pháp luật thì sẽ bị truy thu. Từ đó, nhiều ý kiến đã cho rằng xây dựng khu du lịch tâm linh nhưng doanh nghiệp lại đặt tên là chùa nhằm núp bóng Giáo hội Phật giáo Việt Nam để trốn thuế, đóng tiền sử dụng đất cũng như các loại thuế kinh doanh du lịch là hành vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, vì họ đang trục lợi lên niềm tin của hàng chục triệu tín đồ Phật giáo từ cả nước nói riêng, của nhân dân Việt Nam, của tín đồ Phật giáo khắp thế giới nói chung. Tuy nhiên, căn cứ tình tiết mà chúng tôi liệt dựng ở trên, hoàn toàn có thể khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua hai đại diện tu sĩ, vừa là chức sắc còn là đại biểu Quốc hội, đã trơ trẽn nhân danh Phật giáo chủ động cấu kết với doanh nghiệp Xuân Trường hòng lường gạt tín đồ Phật tử, lường gạt nhân dân để trục lợi tiền bạc để trốn thuế dưới danh nghĩa chùa Tam Chúc Bái Đính. Để chứng minh cho luận chứng mà chúng tôi vừa nêu, xin viện dẫn việc có liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa xảy ra hôm 24 tháng 10 vừa qua ở Long An, một ngôi chùa mà có người mặc đồ tu theo cách gọi của báo chí lề đảng, bé tí tẹo, lẻo tẻo vài chú tiểu, lác đác một vài sư ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa bị một nhóm công đồ tràn vào, đập phá đồ đạc, đánh sư thầy ở đây gây thương tích nặng. Ngôi nhà có người mặc đồ tu được nhân dân gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, nhưng với tên gọi này
các sư các chú tiểu ở đây đã nhiều lần khốn đốn phải cày vi tróc vẫy, mà nguồn cơn đến từ Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam xem đây là cơ sở tu lậu không trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng tên gọi tỉnh thất Bồng Lai là do các sư giả tu lậu tự xưng, nên yêu cầu chính quyền sở tại xử lý nghiêm. Câu chuyện nhiều tu sĩ Phật giáo, nhiều chùa tỉnh thất bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam xem là sư giả chùa lậu tỉnh thất tự xưng là không hiếm. Nếu không phục tùng quyền lực cũng như giao nộp tài sản cho họ, một tỉnh thất bé tẹo như vậy còn không qua được nổi đôi mắt láo liên, đôi tai nghe ngóng từ chức sắc ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì làm sao hai đại tự như Tam Chúc Bái Đính tu lậu được. Đã vậy, những chức sắc cấp cao trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa là tiếng nói đại diện cho nhân dân trước Quốc hội, họ lại trưng tráo vơ bừa những ẩu Tam Chúc Bái Đính là chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nghĩa là phải nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhân danh Phật giáo chủ động cấu kết với doanh nghiệp hòng trục lợi mới đúng bản chất sự việc này. Vậy yêu cầu Quốc hội trong kỳ họp lần này cần cho công bố tất cả những sai phạm của họ cho nhân dân được rõ, đồng thời buộc phải xử lý hình sự những chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhân danh Phật giáo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tới cùng. Hành vi của họ đã làm băng hoại Phật pháp, làm mất đi niềm tin của tín đồ đối với một tôn giáo từng được coi là quốc giáo ở Việt Nam. Bởi những sự vụ phạm tội mà những con người khoác áo nhà sư gây ra liên tiếp có tính hệ thống, bên cạnh đó cũng cần xử lý những cá nhân tổ chức khác có liên quan trong vấn đề vi phạm pháp luật đã đề cập trong bài viết. Nhà báo Đàm Ngọc Tuyên. Bất tuân dân sự, tự khai trí cho dân tộc. Mafia bán nước hại dân. Gần đây trên chương trình truyền hình xuất hiện một phụ nữ sang trọng, đài cát, tham dự trong chương trình Satan's Thương vụ Bạc Tỷ. Người phụ nữ đó tên là Đỗ Thị Kim Liên. Từ một giáo viên, bà Liên nhảy sang hoạt động bảo hiểm. Năm 2005, bà sáng lập bảo hiểm AAA và chỉ vài năm sau đó, bà bán hãng bảo hiểm này cho tập đoàn Úc thu về hàng triệu USD vào năm 2013. Bà Liên còn là chủ nhiều hạ tầng cơ sở như cảng biển hoặc các dự án bốt. Sau khi bán bảo hiểm AAA vào thời điểm lò tôn của Nguyễn Phú Trọng bắt đầu khởi lửa, bà đầu tư vào một nhà hàng cực lớn ở trung tâm Berlin. Việc đầu tư vào nhà hàng với số vốn hàng triệu euro đủ tiêu chuẩn cho cả gia đình bà được cấp giấy phép định cư tại Đức. Một thời gian sau đó, bà nhượng bớt cổ phần này ở quán cho thương hiệu Quán Ngon. Và thời gian nóng rẫy của lò tôm ông Trọng, vợ chồng bà nằm im ở Đức. Gần đây, đặc biệt sau sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh, bà Liên hoạt động trở lại rất công khai, không thầm kín như những năm trước khi bà xuất hiện liên tục trên truyền hình, rất nổi bật trong vai trò nhà đầu tư cho những thương vụ bạc tỷ. Nhưng nổi bật nhất là việc báo chí đưa tin bà là chủ nhà máy nước mặt nước sông Đuống với vốn đầu tư đến 5.000 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng đến 80% là 3.998 tỷ đồng. Hiện nay, nhà máy đã bán bớt 34% cho người Thái với giá 2.000 tỷ đồng. Tính sơ sơ đã lãi 300 tỷ đồng ngay lập tức khi nhà máy mới vừa hoàn thành qua việc bán cổ phần. Chưa kể thực chất giá trị xây dựng nhà máy này có bị đội giá khai khống vốn đầu tư hay không. Theo báo Vietnamnet đưa tin, thì nhà máy nước sông Đà mỗi năm thu lãi ròng hàng trăm tỷ, lãi suất trên 50%. Đó là giá nước của nhà máy sông Đà chỉ hơn nửa giá nước của nhà máy sông Đuống. Nhà máy nước sông Đà với mức giá hơn 5.000 một khối, lãi ròng hơn nữa, đang làm ăn ngon lành, bỗng nhiên bị xảy ra sự cố phá hoại, đổ dầu thải vào nguồn nước. Dường như những kẻ chủ mưu đổ trộm đã nghiên cứu kỹ phòng vệ của nhà máy nước sông Đà, cho nên phương án đổ trộm dầu thải được tính toán tinh vi. Các điểm đổ thải rải rác nhiều nơi, tưởng như là công khai, nơi đổ kín đáo. Đầu tiên, nhà máy nước sông Đà nghĩ đơn giản đây chỉ là vụ đổ trộm dầu thải, thế nên khi phát hiện chỉ khoanh khu vực đổ để xử lý. Nhưng khi xử lý rồi vẫn bị
tìm hiểu thêm mới vỡ lẽ ra là kẻ đổ trộm còn đổ nhiều ở khu vực khác, nhưng cùng mẫu số chung là cùng loại dầu và cùng đổ về nguồn nước của nhà máy sông Đà. Điều lạ lùng, khi nhà máy nước sông Đà bị sự cố phá hoại, trùng hợp với thời điểm nhà máy nước sông Đuống khánh thành giai đoạn 1 và bắt đầu bán nước ra thị trường. Sự gấp vội của nhà máy nước sông Đuống khánh thành mặc dù còn chưa được giấy phép nghiệm thu khiến người ta hoảng sợ. Người ta hoảng sợ vì tại sao một doanh nghiệp bị phá hoại và doanh nghiệp cạnh tranh với nó bỗng nhiên được ưu đãi, bỏ qua những thủ tục để bán sản phẩm ra thị trường. Thậm chí địa bàn cấp nước của sông Đà bị bắt buộc phải thu hẹp lại để nhà máy nước sông Đuống chiếm thị phần. Lạ lùng hơn là có sự chuẩn bị từ trước, đường ống của nhà máy nước sông Đuống đã đến những nơi này trước như một sự sắp đặt. Chỉ cần có sự cố xảy ra với sông Đà là sông Đuống cấp nước được cho nơi ấy ngay. Đến nay, việc đổ dầu phá hoại nguồn nước sông Đà đi đến chỗ bế tắc, người ta không điều tra ra được động cơ của Nguyễn Đình Vũ khi đổ dầu xuống nguồn nước sông Đà. Vũ chủ động liên hệ xin xử lý dầu thải cho nhà máy gốm sứ Thanh Hà, thuê xe tải chở dầu, xe con đi áp tải. Sao mà phải áp tải? Chạy lòng vòng xa hơn điểm đổ hàng trăm km. Sau khi đổ thì tất cả các bọn trốn luôn, không thèm quay lại nhà máy gốm sứ Thanh Hà nhận tiền công. Nguyễn Đình Vũ không hề có chức năng xử lý chất thải. Nhu cầu dùng nước của Hà Nội là 1,1 triệu mét khối một ngày đêm. Các nhà máy nước hiện nay có thể cung cấp cho Hà Nội 1,3 triệu mét khối một ngày đêm. Nhìn vào con số ấy, nếu nhà máy nước sông Đuống không nhờ những phép màu ngẫu nhiên như sông Đà bị phá hoại, chính quyền Hà Nội tăng giá nước khi sông Đà chiếm thị phần của sông Đuống, chưa nghiệm thu đã được bán hàng, thì có lẽ nhà máy nước sông Đuống của chị Đỗ Liên chẳng thuộc bườm xuôi gió, bán được ngay 34%, thu về 2.000 tỷ. Tiếp đến là thu lãi ròng qua việc vừa bán giá cao, vừa được mở rộng thị phần. Ai là người tạo phép màu ngẫu nhiên ấy cho Đỗ Liên? Trời và Phật ư? Nói thế cho trẻ con nghe, thời nay chỉ còn có những quan chức cấp cao có lợi ích chung với Đỗ Thị Kim Liên mới tạo ra được những phép màu cho doanh nghiệp mà thôi. Bao giờ thì những quan chức cấu kết với doanh nghiệp kinh doanh theo kiểu mafia như trên sẽ được lôi ra ánh sáng? Chúng là ai? Chúng ở đâu? Giữ chức vụ gì? Các câu hỏi đặt ra sẽ dần dần được trả lời sớm thôi. Bài viết của Bùi Thanh Hiếu. Hãy thích theo cách của bạn, tự khai trí cho dân tộc. Một đám tang, bài viết của Trương Châu Hữu Danh. Hôm qua, thầy giáo cấp 2 Trần Hữu Tình ở ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã trút hơi thở cuối cùng sau nhiều năm đi đòi đất bị nhà nước cưỡng đoạt, hưởng dương 49 tuổi. Đất của anh, cán bộ thu xong bán 20 tỷ và nếu anh đồng ý sẽ trả cho anh 50 triệu đồng. Dĩ nhiên anh không đồng ý. Khi anh không có nhà, cán bộ xông vào nhà anh về, gạt nước mắt gom tôn cũ dựng lên cái nều che mưa. Khi anh vắng lều, cán bộ lại ập vào lần nữa. Cũng trong hôm qua, những người cùng xóm với anh, cùng cảnh bị cướp đất như anh, đã nhận được tin vui đầu tiên. Khi mà họ thưa ra tòa, đang ở phần tranh luận, thì cán bộ huyện bất ngờ xin rút ra các quyết định bị kiện. Vụ kiện của ông Nguyễn Văn Hy, chiến thắng của ông Hy chắc chắn dẫn theo chiến thắng của cả xóm. Vì ủy ban làm bậy bạ nên sợ thua đã phải tự rút cho bớt nhục. Nhưng ngày mà dân nhận được tin vui đầu tiên thì anh Tình mất. Đám tang anh phải mượn một chỗ để đặt quan tài, vì toàn bộ đất đai, nhà cửa, cán bộ đã đập tan nát. Trước khi chết, anh Tình có đơn tố cáo ông Ít, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nội dung và căn cứ tố cáo ngày 20 tháng 8 năm 2019. Tôi đã có gửi đơn khiếu nại tới Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc lấy đất của gia đình tôi gần 5.000 m2,
giao cho công ty cổ phần đầu tư Cadiz xây dựng khu trung tâm thương mại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thực chất là chia lô bán nền, 10 xuất bán thu hơn 20 tỷ đồng. Giao đất không thông qua đấu giá đất là trái luật và vi phạm pháp luật, vi phạm điều 58 luật đất đai năm 2003, tương ứng với điều 118 luật đất đai năm 2013. Đây là hành vi tham nhũng đất đai tương tự như các vụ án Vũ Nhôm ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh hiện đang bị Bộ Công an điều tra, bắt giam và khởi tố. Điều không thể chấp nhận được là ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ, là người sốt sắng ra các quyết định cưỡng chế lấy đất của gia đình tôi để bán, nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất là trái với điều 32 luật đất đai năm 2003, tương ứng với điều 53 luật đất đai năm 2013. Kính thưa các quý ông, dự án giao đất cho công ty cổ phần đầu tư Cadiz thực hiện cho chính ông X ký, giao lần đầu diện tích 15,48 hectare, giao lần hai diện tích 15,48 hectare, giao lần hai diện tích là 45.278 m2, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là dự án phát triển kinh tế của công ty cổ phần Cadiz, công ty tư nhân, thì công ty Cadiz phải thỏa thuận với chúng tôi để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhưng ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ ép chúng tôi nhận đền bù với giá rẻ bèo hơn 10.000 đồng một mét vuông. Còn công ty Cadiz bán với giá từ 17 triệu đồng đến 23 triệu đồng một mét vuông. Vậy lợi nhuận này rơi vào túi ai? Những ai được hưởng từ phi vụ này? Riêng gia đình tôi, ông Bùi Văn Kiệt ra văn bản không trả một đồng nào về đất. Chính vì vậy tôi đã nhiều lần làm đơn khiếu nại, nhưng ông Bùi Văn Kiệt lợi dụng chức quyền ban hành thông báo số TB Ủy ban Nhân dân ngày 30 tháng 8 năm 2019 không thụ lý đơn khiếu nại. Do đó ngày 5 tháng 9 năm 2019, tôi buộc lòng phải làm đơn tố cáo ông Kiệt tới Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thật bất ngờ, ngày 2 tháng 10 năm 2019, tôi nhận được thông báo số 87 TB Ủy ban Nhân dân do ông X ký ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2019 về việc không thụ lý đơn tố cáo của tôi. Tôi nhận thấy phải chăng ông X là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là phải hiểu nội dung đơn tố cáo của tôi là đúng, vì ông Kiệt lấy đất của gia đình tôi không có quyết định thu hồi đất là trái pháp luật. Đồng thời, công ty Cadiz bán đất của gia đình tôi hơn 20 tỷ, nhưng tôi không nhận được một đồng nào về đất thì đâu là công lý, đâu là lẽ phải, đâu là sự công bằng. Phải chăng ông X ký duyệt dự án cũng có phần ở đó nên ông tìm lý do để bác đơn tố cáo của tôi, trong khi chưa giao tranh gia làm rõ. Vậy các ông này có xứng đáng là một đảng viên, người đầy tớ trung thành của dân không? Một nghịch lý là ông Bùi Văn Kiệt đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế tại huyện Cờ Đỏ trái pháp luật đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy. Nhưng đến nay, bản án đã có hiệu lực gần một năm, nhưng ông Kiệt thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ không thực hiện khắc phục. Và ông Kiệt vẫn tiếp tục nắm giữ chức vụ, vẫn làm những việc đáng ra ông phải nên suy nghĩ để tránh mất uy tín của cán bộ, của công chức, của đảng viên. Cán bộ gian ác rồi sẽ vào lò, chỉ thương thay tình, mất trước khi thấy ánh sáng công lý. Khai trí cho dân tộc. Sự trùng hợp đáng sợ trong vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tại quận 9 bị tai nạn. Bài viết từ nguồn Sài Gòn Dân. 20:45 tối ngày 16 tháng 6, chị Nguyễn Thị Mỹ Chi chở hai con gái nhỏ đi đón chồng làm công nhân. Khi lên tới cầu Huyền Thanh, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9 thì bị xe container cán chết một đứa con gái 6 tuổi. Chị Chi và đứa con gái còn lại may mắn sống sót. Chiếc xe container bỏ chạy và bị bắt sau đó ít ngày. Sau hơn 4 tháng điều tra,
ngày 30 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 9 mời vợ chồng chị Chi lên làm việc. Thư mời do bà Trần Thị Hằng, kiểm sát viên ký. Mọi người biết họ đã nói gì không? Phía Viện Kiểm sát đã kêu chị Chi đi thương lượng với tài xế container. Nếu không sẽ bị khởi tố bắt giam chị Chi và cả tài xế container. Họ nói chị Chi cũng có lỗi, nhưng ấy nấy vì chị mất con mà còn bị bắt giam vì tính nhân đạo nên họ chưa quyết định. Cho chị Chi một tuần để thương lượng với tài xế. Có vẻ như có một thế lực nào đó đang cố tình làm khó chị Chi, làm có lợi cho tài xế container. Luật nào quy định hai bên thương lượng, nếu không giải quyết được sẽ bị bắt cả hai, rõ ràng có mùi. Khi chị Chi phản ánh lên báo chí liên hệ ông Bùi Anh Tuấn, thì ông này có dấu hiệu lo sợ, né tránh, kêu báo chí lên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố mà hỏi. Chưa hết, mới chiều qua, ông Bùi Tuấn Anh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận 9, chạy xe dân chơi, xe đã mua lại, đi xe không đội nón bảo hiểm, nẹt bô đùng đùng, và cái kết là rớt nài trên đường Võ Văn Ngân. Như vậy thì có ai tin vào luật nhân quả không? Bức tuân dân sự, tự khai trí cho dân tộc. Chính phủ Trung mời lãnh đạo ASEAN tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2020. Bài viết của tác giả Facebooker người Đà Lạt xưa. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ ông Robert O'Brien đã đọc một thông điệp của Tổng thống Trump chuyển lời mời các nhà lãnh đạo ASEAN tham gia cùng Hoa Kỳ cho một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt trong quý đầu của năm 2020. Phát biểu sáng thứ Hai 4 tây tháng 11 tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN cộng Hoa Kỳ tại Bangkok, Thái Lan, ông O'Brien đã lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh ngăn chặn sự tiếp cận của ASEAN đối với trữ lượng dầu khí 2,5 nghìn tỷ đô la tại thềm lục địa của Biển Đông. Bắc Kinh đã sử dụng sự đe dọa để cố gắng ngăn chặn các quốc gia ASEAN khai thác tài nguyên ngoài khơi, ngăn chặn việc tiếp cận 2,5 nghìn tỷ đô la dự trữ dầu khí, ông O'Brien nói. Theo nguồn tin hãng thông tấn AP, phái đoàn Việt Nam muốn các nhà lãnh đạo ASEAN ban hành một thông cáo chung đề cập đến các hành động của Trung Quốc trên vùng biển nơi Việt Nam có độc quyền khai thác tài nguyên năng lượng và các hành động bắt nạt gần đây ở ngoài khơi Philippines và Malaysia. Tuy nhiên, Cambodia là một quốc gia đồng minh của Trung Quốc đã phản đối bất kỳ động thái nào như vậy của khối ASEAN. Theo quy luật của ASEAN, nếu có bất kỳ quốc gia thành viên nào không chấp thuận thì sẽ không được đưa vào thông báo chung. Sau nhiều tuần tranh cãi, các nhà ngoại giao cấp cao của ASEAN đã đạt được thỏa thuận về việc bày tỏ lo ngại về các sự cố nghiêm trọng trong khu vực đã làm xói mòn niềm tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Theo lời tiết lộ của một nhà ngoại giao, trong cụm từ thỏa hiệp bởi các nhà lãnh đạo, ASEAN, kể cả Việt Nam, sẽ không nêu tên Trung Quốc hoặc đề cập đến các chi tiết khác. Một cách bất tuân dân sự, mỗi ngày cứ mỗi người Việt Nam trong số 50 triệu người tiết kiệm không tiêu xài 20.000 đồng thì sẽ bị hụt 1.000 tỷ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác. Bức tuân dân sự là cách đánh gục chế độ tồi tàn và ác độc một cách an toàn và dễ dàng nhất. Không mua vé số, giảm tối đa thuốc lá, rượu bia vì tiền thuế và phí khủng khiếp với lượng tiêu thụ. Không mua những thứ đắt tiền, xe cộ, máy móc, hàng mỹ phẩm, hàng trang sức vì đây là những thứ hút thuế khủng khiếp. Không mua sách báo lề đảng. Không xem truyền hình vì đây là công cụ tuyên truyền và bán quảng cáo. Không mua vé tham dự các loại show diễn thời trang, ca nhạc, hoa hậu vì nhảm nhí và tốn tiền. Tránh chạy xe khi nào có thể mà chỉ di chuyển bằng xe đạp hoặc xe bus. Đóng cửa. Không mua bán hàng Trung Quốc bằng mọi giá. Nghỉ làm công nhân về quê sinh sống để tránh thức ăn độc hại và bị bóc lột. Nông dân không canh tác nhiều
và rộng nữa để tránh vướng nợ vì bán không được, không có tiền trả cho ngân hàng. Gia đình nếu có thể dạy cho con cháu thì không gửi con cháu đến trường nữa, tự trồng rau sạch và mở rộng kết nối mua bán thực phẩm sạch trong và ngoài nội thành. Còn người Việt Nam hải ngoại thì không gửi tiền về giúp nghèo mà chỉ giúp ngặt khi tuyệt đối cần, không về Việt Nam ăn chơi, tiêu xài, không hợp tác với các tổ chức kinh tài của Cộng sản. Bức tuân dân sự